Vâng, các phút em đi chuyên nghiệp thì đi nhảy để lấy tiền, nhưng chúng em đây đi nhảy chỉ cần lấy một tràng pháo này thôi. Tôi rất mong tất cả quý vị khán giả chúng ta hãy luôn luôn nhiệt tình để những tràng pháo này dành cho các phút công của chúng ta trong buổi tối ngày nay. Chúng ta không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Trên trời và xuống biển ắt chí sẽ thành công.
vào lúc này thì các đội Aerobic của chúng ta nhận được rất nhiều tình cảm của các quý vị khán giả đang theo dõi trên sân vận động của nhà hát Tân Điền, cũng như tất cả các quý vị đang theo dõi trên các đường này. Thế nên lên cả khi tà hoa và lớn tiếng chia sẻ rất là nhiều. Và theo như ban tổng hợp của ban tổ chức chúng tôi tổng hợp thì đã có tới hơn 1 triệu lượt đăng ký cũng như đã lượt tên vào tham gia vào các cơ đồ Aerobic của các xã. Vâng, chắc chắn trong buổi tối ngày hôm nay, sau khi khép lại một kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, các cơ trưởng sẽ liên tục liên tục nhận được những lá đơn để các thành viên tham gia vào cơ đồ Aerobic của mình, và mong rằng mặc dù sau này tất cả các thôn, các xã của chúng ta hãy luôn luôn đồng hành để hàng ngày và hàng tháng chúng ta tổ chức luyện tập để những ngày kỳ nghỉ thì lễ chúng ta lại tổ chức giao lưu để mang lại cho tất cả quý vị khán giả chúng ta những giây phút thư giãn thoải mái nhất. We'll be right back.
Hãy subscribe.